Ok hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại. Ok anh em ạ, anh em có thể nhìn thấy là cái ruộng của tôi là bây giờ là nó đã lên khá là nhiều rồi này. Đó. Khá là đẹp rồi đấy. Đây. Hồi trước là tôi đã đi mang những bạn cừu về đây anh em ạ. Đó. Cừu này tìm dễ nha, bởi vì tôi chạy xung quanh đảo này của tôi thì ở đằng sau cái đảo của tôi ấy, đây là đằng xa kìa, có à, tìm cũng dễ. Nhưng mà bò này là không có spawn trên đảo của tôi, tôi không biết sao anh ạ, hiếm lắm. Chắc nó chưa spawn ấy, thế là tôi dùng thuyền nó bơi qua đảo khác luôn. Thế tôi mang hai con bò về, đó. Mày này, đấy. Ngựa này là tôi cũng phải qua đảo khác mà mang về nha anh em. Chúng là cũng khá là lâu, nhưng mà bởi vì tôi có hai cái yên ngựa mà à, nên là tôi mang luôn hai em về. Hai em có hai màu cực kỳ đẹp đúng không? À, rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Ok anh em ạ, thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, hả trứng này. Ôi dồi ôi. Ây, cà của anh em đây. Đấy. Vịt của anh em đấy. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi. Đấy. Ok các bạn, đây, thỏ đây. Thỏ này tôi đi qua, thì tôi đi thẳng cái thằng trước kia, lần trước kia thì nó có một cái sa mạc kìa. À, lên trước kia là bắt về thỏ ngay. À. Ok anh em ạ, thì tôi phải nói thật là hôm qua tôi đi, tôi tìm như vậy, tôi cảm thấy dễ quá. Tôi chạy qua buổi đêm mà tôi thấy mấy con quái nó bắn yếu quá anh em ạ. Tôi đứng cho nó làm bị, tôi đứng làm biệt tập bắn cho bọn nó cũng được luôn ấy. Được bắn yếu quá. Nên là thôi. Tôi cảm thấy chơi cái mức độ bình thường này chán quá anh em ạ. Đây này, tùy chỉnh này. Độ không bình thường cái này chán quá. Mà bây giờ có chỉnh đến khó chơi tôi vẫn thấy bị dễ anh em ạ. Tôi giờ tôi giỏi rồi mà. Đấy, bị có chỉnh đến khó chơi vẫn thấy dễ. Anh em ạ. Vậy nên là tôi sẽ không có chơi cái gu này nữa anh em ạ. Dễ quá, trời không có hứng lắm anh em ạ. Bình thường ai chơi đúng không? Chỉ mức độ bình thường ai chơi. Ok anh em ạ, với cả là tôi cũng đã có tìm hiểu và tôi nghiên cứu rồi. Thì đó là cái bản snapshot 1.17 này. Là nó chỉ được có vài cái mới thôi. Chưa được cái gì mới lắm đâu. Thì nó không có, nó chưa có địa hình nào mới đâu anh ạ. Cái bản 1.7 này là nó có mấy cái hang động rất là đẹp, nhưng mà hiện tại là nó chưa có ra đâu. Nó đang chỉ bản thử nghiệm này. Nên là mấy cái mới của nó chủ yếu là mấy cái dụng cụ ấy. Và tôi nhận thấy là mấy cái dụng cụ nó cũng chẳng có gì đặc sắc anh em ạ. Đây, để tôi giới thiệu cho anh em từng cái. Đó. Vậy xong rồi chứ tự nhiên mình đi chơi nguyên một cái series mà nó bình thường chơi chán quá. Cái series bình thường chơi chán quá anh em ạ. Đây. À, cột thua lôi anh em ạ. À, cột thua lôi này ấy, thì như anh em biết đó là nó thu lôi ấy đúng không? À, đây anh có thể dùng lệnh là dùng lệnh weather ấy. Đó, à, đây là anh em chọn thunder này á, thì sẽ là thời tiết này nó chuyển sang mưa bão và sấm sét. Đấy, anh em đợi một lúc thì nó sét nó đánh không đây. Tối đúng không anh em? Bởi vì là đây đấy đấy. Đó. À, khá là ngầu đúng không? Đấy. Đấy, cái đấy là cái tác dụng của cột thu lôi. Cột thu lôi này là anh em có thể tạo ra bằng cái bản chế tạo đâu rồi? Đây rồi. Cột thu lôi này là anh em có thể tạo ra bằng cái thạch anh này. Anh em cần thạch anh này và anh em cần đồng. Đấy. À đâu 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 đâu, hình như là anh em cần đồng thôi đó. À ok. Đồng nào, đồng nào. Rồi. Thạch anh nữa. Để tôi lấy một cái stack 64 cho nó nhiều anh các bạn. Đó. Đây. Chỉ cần 3 cái này. Đó, là anh em tạo ra được cột thu lôi. 3 cái đồng thôi. À tiện. Cái thứ hai nữa là mình làm với cái đồng này ấy. Đó là ống nhòm. Đó, ống nhòm đây anh em làm này. Đây anh em cần mảnh thạch anh này và hai cái đồng. Đó. Đấy, xong đúng không? Đó, dễ mà. Đây cái ống nhòm đây.
với ống nhòm thì anh có phải nhìn khá là xa. Đây này, tôi đứng nhóm nhào thôi cho anh em xem. Đấy, đẹp không? Đấy, đây là cái ngôi đền ấy của tôi đấy. Nhóm ngựa của tôi xem cái này. Nhìn chỗ ngựa anh ạ. Trời ơi, cường tráng anh em ạ, khỏe. Ok. Đấy, xét nó lại đánh xuống đấy. Thì nếu mà anh em mà để gỗ ở xung quanh này ấy, thì xét nó cũng không có làm cháy gỗ của anh em nhé. Thì kiểu là nó bị thu hết vào trong cái cột thôi. Đó, nó không có làm ảnh hưởng gì tới cái vùng xung quanh đâu. Đó, khá là an toàn đúng không? Đấy. Ok, cả thì sẽ có thêm một vài cái mới nữa. Đó là về cái hang pha lê anh ạ. Chúng ta cùng đi xuống cái hang pha lê nhá. Thì nếu mà anh em mà muốn đi xuống cái hang pha lê thì anh em có một cái lệnh. Đó là game mode này, rồi anh em chuyển qua cái spectator này. Đó. Nó sẽ là nó sẽ ra cái dạng ở chế độ khán giả cho anh em. Và anh em thụt xuống cái lòng đất. Đó. Cái hang của tôi đâu nhỉ? Ơ. Cái hang của tôi là chỗ nào ta? Chết cha, tôi quên mất rồi. Đây này, tôi nhớ là mình đi hướng này đúng không? Thì à, đây rồi. À đây rồi, ôi ôi. Đấy, vẫn sáng đẹp lắm. Đây. Đấy, sau khi vào đây rồi thì anh em chuyển lại cái game mode thôi. Chuyển lại game mode sang Creative. Đó. Sau khi mà anh em vào đây rồi ấy, thì anh em có thể nhìn thấy là nó có hai khối. Một là cái khối bình thường này, và hai là cái khối ở tầng sau cái thạch pha lê này. Đó. Thì ở đây thì hai cái khối đấy là khác nhau hoàn toàn anh em nhé. Trước là tôi có nói rồi đấy. Nhưng mà đây này, để tôi ấy hẳn hoi cho anh em xem này. Thạch anh đây, khối thạch anh tím và nụ thạch anh tím anh em nhé. Mình cũng cần có cái thạch anh sát nữa. Cụ thạch anh. Đây này thì có một cái mà tôi không biết anh em ạ. Đó là cái cụm thạch anh này. Tôi không biết là làm sao để tạo được cái cụm thạch anh này. Tôi không biết là làm sao để tạo được cái cụm thạch anh này. Thế nhưng mà đây này, nếu mà anh em có hai khối nhá. Đây đúng không? Đấy, khác nhau nhá. Một khối trời vỡ vỡ ra, một khối bình thường. Thế khối bình thường này thì anh em chả đặt được cái gì lên. Thế khối này thì anh cũng không có đặt được cái gì lên. Đó. Nhưng mà với cái cụm thạch anh này thì anh em phải đặt lên này. Ôi, mình đặt được hết lên luôn à? Ok. Theo tôi biết ấy, là cái nụ thạch anh này là sau một thời gian là nó sẽ tự mọc ra thạch anh anh em nhé. Nó tự mọc ra thạch anh. Ở mấy cái này thì tôi xem cái video của bọn nước ngoài ấy, nên là mà cái đoạn này nó nói nó rắc rối quá, nên là tôi không có nghe rõ. Thì theo như tôi nhớ, theo tôi hiểu ấy, thì là như vậy anh em ạ. Thì là cái cục bình thường này thì sẽ không tự mọc thạch anh em đâu. Nhưng cái cục này thì sau một thời gian nó tự mọc lên thạch anh, và nó mọc thạch anh, nó mọc theo những cái nụ nhỏ nhỏ ấy. Và từ những cái nụ nhỏ nhỏ nó sẽ lớn lên dần anh em ạ. Đấy, thì nó sẽ có ba cái bước như này. Đó. Đây, cái này là cái nhỏ nhất đây. Đó, khá là nhỏ. Đúng không? Xong cái này nó to hơn tí này. Đó. Xong cái này này. Đó, nó to hơn chút nữa rồi. Và cái này là cái mức cuối cùng đây, to nhất anh em ạ. Thì nếu mà anh em mà dùng cuốc để anh em lấy thạch anh ấy, thì anh em phá cái nụ nhỏ này là nó không rơi thạch anh đâu nhá. Phá cái nụ vừa mới lớn này là cũng không được. Phá cái mà này cũng không được anh em nhé. Thì anh em phải đợi nó lớn tới tận cái to đùng này. Đó, thì anh em phá thì nó mới rơi ra cái mảnh thạch anh được. Tôi không biết là làm sao để tới cái mảnh thạch anh để mình làm ra đấy cụm thạch anh ta. Để tôi thử xem nào. Chắc thử em có không? Này được không? Thế hay là mình đặt full vào? Hình như là không có rồi anh ạ. Thì là mình phải để cho nó, để cho mấy thạch anh này nó tự sinh ra ở cái nụ thạch anh thôi. Đó. Ok anh em ạ, tiếp đến là mình có một cái gói đấy. Gói không quá. Đó. Cái gói này nó cũng là một cái mới của cái này, rất là hay anh em nhé. Thì bây giờ đây tôi sẽ lấy thử cho anh em. Tôi có 64 gỗ đúng không? Tôi có 64 cái này, 64 cái này. Thì anh em có thể nhìn thấy này, đó là ba cái loại gỗ này nó chiếm mất 3 ô của mình ở trong cái giỏ đồ đúng không? Đó. Bây giờ thì anh em tách cái gỗ ra, tách ra chỉ lấy 32 thôi. Đó, thì anh em nhìn này, 32 32 gỗ này chiếm một ô này, 32 gỗ này cũng chiếm một ô rồi, mất luôn 2 ô rồi đúng không? Bây giờ mình có cái gói này, mình ấn vào đây cái này.
À mình ấn chuột phải các bạn nhá, ấn chuột phải á. À, chuột phải ở đây nữa, đó. Thế là bây giờ là nó chỉ chiếm có một ô của anh em thôi. À, được không? Căng không? Đấy, chỉ chiếm có một ô của anh em. Và nếu mà anh em mà có nhiều thứ mà anh em muốn cho vào ấy, nếu mà anh em mà muốn lấy hai cái loại gỗ ra này cho anh em ấn chuột phải và cái này này. À, xong rồi ấn phát nữa nó ra. Nếu mà anh em muốn tích nhiều đồ ấy thì cứ ấn hết vào. Đó. Chuột phải chưa đó. Ô, mình ấn cái là mình full rồi à? À. À, hình như mình chỉ chứa được hai ô hay sao ta? Để tôi thử, hình như mình chỉ chứa được hai loại thôi sao ấy? Để tôi thử một loại khác không sao nào? Một này, hai này, ba này, bốn. Ô, hóa ra là mình chứa cũng được nhiều loại ấy chứ? Để tôi thử lấy mấy cái nào nào, hoa nào, khoai này, chậu hoa này, phiến đá này, á. Để tôi thử múc hết vào nào. Đó, thì anh em phải thấy là nó chứa được khá nhiều đồ đúng không? Chứa khá nhiều đồ ấy, tích được cả cái này. Đó, tích. Đó, cái gói này là nó cầm được khá nhiều đồ, 6 đồ mà chỉ được gộp lại trong cái một ô. Khá là tiện đúng không anh em? Đó, khá là tiện. Đấy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có à, tôi thật với anh em mà như vậy là hết rồi ấy. Đây thì là nó sắp tới là nó sẽ ra thêm những cái bản thử nghiệm nữa. Nhưng mà đợi tới cái nào ra đi anh em ạ. Đợi tới cái nào ra bản full ấy rồi chơi chơi cho nó thích đúng không? Chơi cái bản thử nghiệm chả có gì nhiều mới rồi, chả có cái gì mới lắm. Đây anh em ạ, nến. Đó, nến thì anh em có thể làm được mấy cái nến này. Anh có thể nhuộm được cái màu của nó nhá. Để công thức làm nến thế nào tôi quên mất rồi. Để tôi tra thử không nào. Nến ở đây. Đó, thì anh em cần sáp ong và sợi chỉ. Thì là cái sáp ong này thì anh em phải có tổ ong cơ. Đó. Thì cái nến này nó khá là hay này. Anh em đặt nó ra này. Và anh em có thể đặt được có chồng lên nhau nhá. Đó, 4 cái ở cùng một chỗ luôn. Mắc là 4 cái ở cùng một chỗ anh em nhá. Đó. Đặt nó ra. Đấy, và anh em có thể đặt được. Thì mình không đặt được gộp màu lên à? À thì cứ mỗi ô là mình chỉ đặt được một màu thôi, mình đặt cái màu nào thì phải đúng cái màu đấy chứ mình không đặt được nhiều màu lên anh em ạ. Đấy, bây giờ mà anh muốn đốt ấy, thì anh em phải có cái đá lửa. Đá lửa, cái đấy, cái đánh lửa chứ đúng không? Đây rồi, dụng cụ đánh lửa, đó. Anh em ấn vào cái là nó, đấy. À đây đấy, sáng lên. Đấy. Rất là đẹp anh em ạ. Hợp lý không? Thì anh em cũng có thể làm cái này này. À, bánh à. Cái này là một cái khá hay này. À thế em chỉ đặt được một cái lên một cái bánh thôi nhá. Đây, chỉ được một cái thôi à. Thế em đặt cái màu nào ấy rồi anh em thắp sáng lên đấy, đấy bánh sinh nhật của anh em ấy. Đấy, chỉ đẹp không anh em? Đấy, khá là hợp lý. Thì ở đây nó sắp sắp tới là nó sẽ ra những cái bản thêm nữa thì là nó sẽ có thêm được những cái mới nữa. Đây. Xô bột tuyết. À đúng rồi, đúng rồi. Còn khối đồng nữa đúng không? Còn khối đồng nữa. Tôi chưa có nói cho anh em này. Đồng. Đây. Anh em có phôi đồng đúng không? Đấy, xong anh em có thể craft được cái khối đồng. Khối đồng này là anh em chỉ cần 4 phôi đồng thôi. Đấy. Khối đồng này thì đặt ra thì nó khá là vuông. Thì trông nó khá hiện đại đúng không? Tôi thật là tôi không có thích mấy thứ hiện đại lắm mà tôi thích mấy thứ mà trông cổ cổ ấy đẹp ấy. À. Đấy thì mấy khối đồng này nó khá là hay anh em ạ. Là nếu mà anh em mà để nó ở ngoài trời ấy. Tôi không biết là mình để trong hang động thì có được không. Nhưng mà nếu mà anh em để ở ngoài trời ấy, thì chắc chắn nhá. Là theo thời gian là khối đồng này nó sẽ bị mất màu dần đi anh em ạ, nó bị chuyển màu đi ấy. Thì nó bị oxy hóa đi ấy. Đồng đây này. Nó bị oxy hóa đi và thành các cái màu này này. Cái gì đấy? Tôi nghe tiếng có scatter thì các bạn. Nó có 4 loại màu anh ạ. Đây. Bởi vì tôi để cái wiki đây các bạn nên là thỉnh thoảng mình đi là nó cứ bị khựng lại vậy, nó cứ bị khựng lại. Đây, cái này là khối đồng rất là mới, rất là đẹp đúng không anh? Không có bị chuyển màu tí gì. Đây, cái này là khối đồng sau một khoảng thời gian nhé, thì sẽ biết là nó bị đổi màu đi. Đó. Và đây là sau khoảng thời gian nữa nó bị đổi cái này.
trông đẹp đúng không? Ở đây là đi đổi màu hoàn toàn đây, trở thành cái này. Đây có, nó có bốn cái giai đoạn này. Đó, vậy thôi. Thì ở đây các bạn, tôi nhận thấy là đây này, nó có một vài cái mới này, đây này. Cái thạch, mấy cái khối thạch nhũ và thạch nhũ nhọn này này, là sau này là nó sẽ có trong hang động anh em nhé. Nhưng mà hiện tại là cái bản update này, là hiện tại là cái bản thử nghiệm này là chưa có. Đó. Thì là đây này, cái cảm biến này nó khá là hay các bạn. Nó sẽ cảm nhận được cái di chuyển của mình. Đây này. Đó. Mình di chuyển là nó sẽ cảm nhận được. Đó. Cái này nó cũng giống cái redstone đấy anh em. Đó là nó có thể kích hoạt được mấy cái ấy luôn. Redstone, đây rồi. Một redstone đây này. Kích hoạt được cả mấy cái cũng hay lắm đây này. Đó, bây giờ tôi có cái đèn nhá. Tôi có cái đèn này, để vào này. Để vào cho anh em xem này. Ơ cái đèn cơ mà. Đây rồi, đèn redstone đây rồi. Đó, bình thường không sáng đúng không? Thế nhưng mà bây giờ thì mình di chuyển cái này. Mình di chuyển này. Đấy. Thế cảm biến nào khá hay anh em ạ. Thì là anh em chỉ có thể tìm được cái vùng cảm biến này á, là nó ở một cái vùng sâu nhất bên dưới lòng đất anh em ạ. Đó là vùng deep dark anh em ạ, là vùng gọi là vùng sâu thẳm ấy, cái vùng đấy rất là đáng sợ. Và ở đấy nó có một con boss, nó rất là ghê, một con boss mới. Nhưng mà trong bản thử nghiệm này thì nó chưa được up vào đâu. Đó. Con boss đấy là nó sẽ cảm nhận được cái bước chân của anh em nhé. Nó bị mù bởi vì là nó ở cái vùng tối quá mà nó không nhìn được. Nhưng mà nó sẽ cảm nhận được cái bước chân của anh em, nên là anh em đi thì anh em phải ngồi xuống. Ngồi này này. Đó, thì anh em đi thế cảm biến thì nó sẽ không cảm nhận được. Còn nếu mà anh em cứ đứng lên rồi anh em chạy lông nhông này là anh em chết ngay đấy. Đó, khá là ghê. Đây, và cái thạch nhũ nhọn này. Cái khối thạch nhũ này thì nói chung là cũng là để trang trí thôi, nó không có gì đâu, đúng không? Trang trí thôi anh em ạ. Cái thạch nhũ nhọn này nó mới hay này. Cái thạch nhũ nhọn này nó là ở trên này này. Đó. Đó. Đó là mấy cái khối băng ấy anh em ạ. Đó. Và nếu mà nó dài quá rồi ấy, thì tới một lúc nào đó nó sẽ bị rơi xuống anh em ạ. Đó. Khá là dài. Để nó phá thử xong rơi xuống không. Đó. Nó rơi xuống. Khá là hay. Thì là cái thạch nhũ nhọn này thì anh em cũng có thể đặt được nó ở bên dưới đất như này nhá. Đó. Đặt được nó hướng thẳng từ bên dưới đất lên này các ạ. Và nếu mà mình mà chơi ở chế độ gọi là sinh tồn ấy, mà mình mà dẫm phải cái này ấy, thì mình sẽ mất máu anh em nhá. Từ từ anh các ạ, lỗi. Nào. Đây. Đó. Nếu mà mình mà ngã phải cái thạch nhũ đấy là mình sẽ bị mất máu anh em ạ. Nên là anh em cũng có thể dùng để anh em bẫy zombie rồi thì bẫy mấy cái con quái đấy đúng không? Khá là hay. Phá ở dưới thì sao? À mình phá ở dưới theo hỏng luôn anh em ạ. Đấy. Đấy tôi thấy là cũng có vẻ hết rồi đấy. Nhỉ. Yeah. À đúng rồi anh em ạ, nó còn có một cái con mob nữa anh em ạ, nó có một con mob mới nữa, đó là con dê đúng không? À thì là con dê thì họ chưa có add vào trong này đâu anh em ạ. À con dê chưa có add vào thì họ mới chỉ add cái con Asolon này này á. Con Asolotl này đã họ add vào rồi. Con này là một con cá anh em nhá, con này là con kỳ nhông. Đó. Con kỳ nhông Mexico anh em ạ. Đấy, rất là đẹp đúng không? Đẹp không anh em? Đấy. Đây để tôi thả nó vào nước cho anh em xem. Đấy. Kỳ nhông Mexico. Thì con kỳ nhông Mexico này thì anh em có thể dùng cái xô để anh em múc được nó vào anh em nhá. Có cái xô này. Đấy. Anh em múc nó vào này. Đấy. Đấy. Sau khi mà anh em đã có cái này rồi nhá, thì bây giờ thì anh em ra biển. Ok mà anh em đã có cái xô nước rồi là anh em. Con này là con ở dưới nước mà anh em phải thuần phục của nó nhá. Đấy, khá là hay. Anh ra biển, sau đó thì anh em thả ra. À, thả ra. Đấy. Xong rồi nó có đi theo anh em không ta?
Hình như là mình phải chờ ở chế độ survival ấy các bạn, thì nó mới đi theo mình. Tôi nhớ là mình muốn bắt con này thì mình cứ thả nó ra đấy. Vào đây em ơi, vào cho em ơi, mốc có vào đó. Mình mốc có vào xong bây giờ mình thả nó ra là nó sẽ là yêu quý mình cái này các bạn, nó sẽ đi theo mình. Đi theo anh em ơi. Không phải à? Tôi nhớ là như vậy mà. Tôi nhớ là mình muốn thu phục con này là mình cứ bắt nó vào xong xong chốc thả ra là nó đi theo mình đấy các bạn. Đi vào đây mày. Đi ra mày. Đi chào anh em mày. Chào anh em mày. Có thì cái con ký đông này nó khá hay anh em nhá. Nó đã theo mình và đang chiến đấu cùng với mình anh em nhá, nhưng mà tôi quên mất cái cách để làm sao thuần phục nó rồi. Thế hay là cái bản thử nghiệm này thì nó chưa cho mình thuần phục nó bằng cái cách đấy sao ấy, nó thì cái con này nó lại chiến đấu cùng mình anh em nhá, khi mà anh em đi xuống mấy cái tàn tích ở dưới đại dương ấy hoặc là lâu đài dưới đại dương ấy thì con Axolotl đấy là nó sẽ chiến đấu cùng anh em nhá. Nó sẽ có một cái chức năng khá là hay, đó là khi mà chiến đấu ấy mà nó mà nhận ra là nó có vẻ yếu yếu, kiểu là nó không có đủ sức để mà chiến đấu tiếp ấy, thì nó sẽ giả chết đấy các bạn ạ. Nó giả chết thì vào lúc ấy thì mấy con quái thì nó sẽ cứ nghĩ là cái con kỳ nhông nó chết thật và nó sẽ không có đánh con kỳ nhông nữa. Và một lúc xong kỳ nhông thì nó lại sống lại và nó lại đánh tiếp, kiểu là thì khá hèn nhé. Rất là hay. Đó thì đại khái là như vậy, là gần như kiểu là hầu hết tất cả những cập nhật của bản 1.17 đấy các bạn. Thế đây thì tôi phải nhắc lại với các em nhé, đó là cái cảm biến scoop này này và cái thạch nhũ nhọn này này là hiện tại là nó chưa có được add vào trong game anh em nhé. Sau này là nó còn có thêm nhiều cái hang động mới, nó vẫn rất là đẹp anh em ạ. Có cái hang động toàn hoa rất là đẹp, và có cái hang động mà cực kỳ rộng luôn anh ạ, nó rộng kinh khủng luôn đó, đẹp lắm. Nhưng mà đợi khi nào tới cái lúc đấy đi mình chơi sau nhá. Bây giờ thế này thôi các bạn. Ok các bạn, thì sắp tới là tôi sẽ bắt đầu một series của series sinh tồn hardcore anh em ạ. Hardcore nó mới chơi hard chứ đúng không anh em, chơi bình thường, chơi medium bình thường cái này chơi quái đúng không? Ok các em nhá, phá được không? Mình dùng tay không mình phá được nhá. Nó khá là đẹp anh em nhìn, nó khá là đẹp và nó cũng khá là đáng sợ đúng không? Cái này mà nó mở mấy cái hang động sâu thẳm dưới lòng đất thì nó đáng sợ kinh khủng anh em, đáng sợ kinh khủng. Với anh em nhìn xem nó cứ ghê ghê thế nào đúng không? Mà hình như là còn một cái nữa anh em ạ, còn một cái nữa tôi quên mất, còn một cái nữa tôi chỉ nốt cho anh em một loại nữa khá là hay. Đây anh em cần có cái vì sao không có nhỉ? Tôi muốn tìm cái đây này, cái thủy tinh, thủy tinh đây rồi, khối thủy tinh anh em ạ. Đó, sau khi mình có khối thủy tinh nhá, và mình phải có mảnh thạch anh nữa đó, để khối thủy tinh vào giữa, xong mình đặt thế này là mình sẽ làm được thủy tinh mờ đó. Để tôi làm nhiều cái nào. Cái thủy tinh mờ này đó thì mình sẽ làm như vậy anh em ạ. Để tôi lấy nó ra luôn khỏi ấy nè. Thủy tinh mờ. Đó, cái khối thủy tinh mờ này là nó khá là hay anh em nhá. Thì là nó sẽ chặn hoàn toàn ánh sáng khi mà nó đi qua cái khối thủy tinh này luôn, nó rất là đẹp anh em ạ. Để tôi chuyển thời gian qua ban ngày nào. Tham này đấy thì anh em chuyển qua set này. Thôi anh em chuyển qua đây này, đó thì nó đã chuyển qua ban ngày. Đó, khá là đẹp. Bây giờ tôi sẽ xây cái khối thủy tinh này. Đó, mình sẽ xây chặn nó lại các bạn. Đấy, chúng mình đứng ở trong này. Đây, thì hiện tại là anh em vẫn nhìn thấy ánh sáng rồi đúng không?
nó rất là sáng cái đúng không? Nhưng bây giờ tôi chặn một phát vào đây này là anh em thấy tối mờ đây này. Đó, tối không? Sáng này. Này, này. Này. Đấy. Anh em thấy chưa? Đấy, tối om luôn. Tấm hủy tinh này lá chặn hoàn toàn ánh sáng em nhá. Để tôi ra bên ngoài tôi đứng tôi nhìn bên trong cho anh em xem này. Tối không? Đấy. Cái này là thủy tinh chặn ánh sáng em ạ. Đó, cái này nữa nó cũng khá là hay. Đó. Đấy, vậy là hết sạch rồi đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là chắc là không còn một cái nào mà mình có thể lôi ra nữa đâu. À, với cả hiện tại là nó sẽ up thêm một vài cái nữa nhá anh em ạ. Đó là nó up thêm vài con móc, đó là cái con Asolonto đấy đấy, con kỳ nhông đấy. Và thứ hai nữa là một con dê ở trên núi. Và thứ ba nữa đó là một con mini boss ở dưới cái vùng sâu thẳm anh em ạ. Đó. Sau này chắc chắn là khi nó ra bản 1.7 tôi sẽ đi tìm vùng sâu thẳm cho anh em xem. Ok các em nhá. Thì mà tới đây thôi anh em nhá. Sang buổi sau hẹn gặp lại anh em ở series Minecraft sinh tồn hardcore anh em nhá. Ok các em. Bye bye các em. Yêu anh em rất là nhiều.